một tiếng sau. Hơn đêm nay buồn nào hơn đêm nay khi ngoài nỗi khổ khi bạn bị nhiệt miệng. Má chợ về rồi hả? Không mua trái cây cho con ăn không? Đó, nó không mua nè. Mua cho mày một mâm nè. Mày ăn cho hết đi. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Khi nghe cắm nè. Má ơi, cho con tiền sửa xe đạp lại được không? Cho mày tiền sửa xe là cho mày chạy phá làng phá sớm rồi cho banh nữa hay vậy? Vậy con không chạy cho hư nữa đâu. Nói một là một, hai là hai nghe chưa? Mày giỏi mày xin tiếp mày kìa. Má giữ tiền hết rồi làm sao mày tiếp có? Tao đi ruộng á. Tí yêu dấu cho con tiền sửa xe được không? Tao làm gì có tiền mà cho? Gì mà tí không có tiền, thế là ông trai ra đường không có tiền. Đi cho con tiền sửa xe đi. Tao làm vậy nhiêu má mày có hết trơn rồi, tao có tiền thôi mà cho mà sao mày xin má mày kìa? Má mày tiếc chết mà có cho đâu. Thì mày xin tiếp đi chứ tao không có tiền. Đi biết nhiêu lâu về cho mấy chục ngàn con mình sửa xe cũng không được nữa. Bà quá, lại ra xéo mày. Mày coi chừng má mày đó, bảo mày biết tao giống tiền mà trẻ đầu tao với mày. Trời ơi, coi má mày mới đi ruộng chứ yên tâm. Mai em cần nước bên đàn. Tiền nhiều quá ha. Điều mong ước nhỏ nhoi hiện tại. Vậy? Vô duyên. Alo, có cứu hả? Nhanh 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 rước con tôi giùm cái nha. Nó coi má con nói ha, dịch dọc ở nhà chán chết luôn vậy, đi đâu được trơn á. Ai cấm mày đâu, ngon mày đi rồi đi luôn nha. Dịch dọc đừng đem về đây à. Thôi mà cũng đỡ, làm vậy mấy bà sớm đỡ đi nhiều chuyện nói xấu người ta. Chắc xôi không được ha. Nói thì giỏi, dễ như mấy mẹ đó không xôi. Chứ ba thấy không, cấm ở nhà hết trơn rồi, mấy người đâu đi xôi mới ta được đâu. Kìa, mày nhìn thử đi. Bà con ơi. Ê, bà kia, làm gì đu vừa trưa nắng vậy? Tôi đi bé vừa uống. Tâm chuyện cho bà, trời ơi, tôi không có dòm đâu. Ủa? Mà cái vô của tôi mà. Ủa? Gì? Ai biết đâu. Số không cầm, lo chuyện mơ đông. Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyên đến nhập lòng. Ủa ai rồi con nhóc? Ê nhà kia, ba chửi lộn đứng dậm gì vậy?
Ủa gì? Ai biết đâu? Hả? Mày mà tao tức á, chưa bao giờ tao tức vậy á. Thế chuẩn bị cho con nhảy ra nha. Tao không gọi gì đó thì mày cứ nhảy đi. Rồi nè, mày coi lại coi thử coi được chưa. Trời đất ơi, tiếng quen nhảy đâu mà thiết ghê trời. Chứ mày nhảy sao kêu tao quay, tao có biết gì đâu mà quay cho đẹp. À, không ai tiếng nhảy thì cô biết cách đây nè. Má ơi, má ngậu ma thế chỗ mới đi nhậu á, má ơi. Nhậu hả? Mày ơi, mày chơi vậy là chết tao rồi. Tía đi má nhảy mới nhiều ai. À, tôi nói bà là lấy giá giống tiền bà đi mua đồ để đi chân ghét tao. Má cùng hả? Má bà cùng kia mày. Khi bạn nghe trên quá nhiều lần thì một dám là say, đắm hai dám là đắm say. Dám cho bóng trong giấc hằng vài phút óc chạc dài mắt thơ trời ơi. Đỡ nôn nàng mắt thật. Đỡ nôn nàng mắt thật thật thật. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai. Rồi non mắm ruốc, cái món gì mà lạ dữ vậy ta? Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm một cái món nước mang tên xoài non mắm ruốc. Nói anh chủ cái quán này là chiến thần pha chế trên sát tanh kiếm được 1 tỷ một tháng, nên tôi quyết định dẫn mọi người đi thử cái món này nha. Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng ạ. Lấy một tính đồ nghiện ăn chua như em, đặc biệt là xoài non, thì không thể nào bỏ qua được cái món mới này nè. Nên em cũng bén mảng đi thử đồ đó nha. Thì đây là một cái món mình thiên nghiệm mắm đó mọi người. Trời ơi, làm không kỹ là đau bụng liền. Order xong thì người ta nhảy qua bàn đợi luôn, đợi nước là review liền vậy thôi. Thôi đợi chưa được 2 phút nữa là nhân viên bưng nước ra liền rồi nè mọi người. Trời đất ơi, lần đầu tiên thấy cái món như vậy luôn á. Ở phía dưới là nước nè, ở phía trên được trang trí bằng một chén mắm ruốc và mấy miếng xoài non. Lòng tiếng lại thôi mà em còn muốn chảy nước miếng nhìn miếng xoài á mọi người. Mà cái chén đựng mắm ruốc á là làm chén từ bã mía nha mọi người ơi, rất là vệ sinh. Còn lúc hồi em mua đem về á là cái chén mắm ruốc được để bên ngoài nha mọi người, nên không có sao đâu nè. Hỏi quay clip chút xíu thôi à, mà mấy bạn uống gần mình nó tưởng mình sợ mình phốt như người ta, nên là trời ơi cũng rén rồi phải không, rén rồi nói đi nha. Điều đầu tiên thì tôi sẽ để cái chén mắm ruốc này ra cái đi nha, mình sẽ thử cái nước chút nha mọi người. Em đã từng qua cái quán của anh CEO này uống rồi mọi người ơi, nên em rất là thích cái hương vị của nước của quán anh này. Ai mà thích đậm đậm vị trà á nha thì quán anh này là phù hợp, quán anh CEO này phù hợp nha, tại nó rất là giống giống Phúc Long đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái mắm nha. Cái tinh tí nhất của cái món này chính là xoài non mắm ruốc nè. Trời ơi, với một tín đồ mà nghiện ăn đồ chua như em thì tới cái khúc này là khỏi có nói được cái gì nữa trơn, nó ngon. Xoài thì nó có cái độ chua nha mọi người, còn mắm ruốc có độ mặn mặn ngọt ngọt rất là đã. Đợt này em làm đi học nâng cao mấy cấp á mọi người, nên em có đem theo tôm khô, tại sợ ăn với mì tôm không có ngon á mọi người, nên em đem theo tôm khô để ăn, nên em đem qua em review chung với cái mắm luôn. Trời đất ơi, cái này nó mới rất đắt nè. Ai bạn tôm khô mắm ruốc là trời ơi. Nhất cái là có một điều hơi nhục nhã xíu là khi mà em ăn hết mắm ruốc rồi em đi xin thêm miếng mắm ruốc với miếng xoài nữa đó mọi người. Mà ghi comment cho bạn nào mà bụng hơi yếu á, mà mình ăn mắm ruốc này, mình ăn xoài non mà mình uống nước đá nữa là dễ đi vô nhà toilet lắm nha. Chị em cũng khá là ham ăn hút uống đó mọi người, nên em không cho nhân viên em ăn. Vậy là chúng ta cũng đã ăn xong và review xong rồi, em sẽ chấm món này là 9/10. Tại sao em khen mà lại không cho 10? Em sẽ để cho một điểm còn lại cho những bạn nào dễ bị đau bụng toilet đó ra thì sẽ tự sử dụng và review một cách công tâm. Tại bụng em đi từ Sài Gòn về tới cho Vinh chạy một mạch về thẳng 120 cái số không bị đau bụng gì hết, rồi hết luôn rồi.